Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp touring có giảm xóc đến từ hiệu Deonin, model là Cavalier, dòng xe đạp khung nhôm, được trang bị vành bánh 700C và có giảm xóc. Bộ chuyển động của xe thì được sử dụng là dòng Shimano Atus với 9 tầng nít và 3 đĩa, có 27 tốc độ khác nhau, phanh dầu, khung nhôm. Tông màu rất là đẹp, tông màu xám xi măng cải với cả xanh lá cây. Tông màu rất là đẹp. Khung sườn, khung nhôm. Từ thương hiệu Deonin. Trang bị một cái bộ cấu hình đến từ Shimano Atus với 9 tầng nít. Và đây là 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Phần vi lông trên này cũng được trang bị tay bấm xả Shimano Atus và cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano. Giảm xóc dầu thủy lực đến từ thương hiệu S Santur, bánh 700C, chiếc xe đạp touring. Còn đây là xe touring đường phố. Nếu các bác mà đang kiếm chiếc xe để đi thể dục hàng ngày và muốn có thêm giảm xóc để đi những cái con đường nó gập ghềnh, ok, thì đây là một cái lựa chọn rất là hợp lý. Cấu hình cũng rất là ổn. Atus 9 lít nhân 3 đĩa, có cả phanh dầu. Form dáng thì cũng cực kỳ đẹp các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 56 cm. Thì xe của có size là 17,5 inch các bác nhé. Thì nó sẽ phù hợp với các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 1m72-73 đi phù hợp. Bề Shimano Atus 9 tầng lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất đầm vặt rồi, không có thể nhìn trên hình. Và chiếc xe đang được bán bên em mức giá là 8 triệu tròn, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.